Thưa sư, tại sao trước khóa thiền con rất chán các dục, ví như là chơi game ở chế độ mà con không thích, nghe hoặc ngâm nga một câu hát là và rất là hạn chế tiếp xúc hoặc suy tư về phụ nữ, nhưng sau khi dự khóa thiền về, con lại có cảm giác thỏa mãn và thích thú, thậm chí còn làm nhiều hơn trước là nhiều hơn trước khi con chán các dục và tham dự khóa thiền. Thưa quý vị, do cái thời gian mà mình chìm vào trong tu tập nó chưa có đủ. Quý vị có biết là cái người mà nghiện mà họ khi họ cai nghiện không? Nó có cơn. Tức là có cái lúc mà cơn chưa có lên á, họ cũng đi cũng đứng cũng bình thường, nhưng khi nó cơn nó lên rồi nó ghê gớm. Mà hỏi sư hỏi quý vị là cái cơn đó nó một lần hết hay là nó nhiều lần nó mới hết? Nó nhiều lần nó mới hết. Thì chúng ta cũng y như vậy. Vô số kiếp rồi đó, chúng ta chìm đắm trong các dục. Nghe, mình tưởng là mình ít dục, thực tế cái dục mình nó mạnh dữ lắm mà mình không biết. Chẳng qua là nó đang trong cái giây phút mà mình chán, mình không có thèm khát mấy, nó không có cái điều kiện nó kích thích mình mấy, đại loại vậy. Cho nên là mình tưởng là cái dục mình nó kém, nhưng mà khi mình bắt đầu mình đi vô quá trình gọi là cai nghiện các dục, các khóa thiền giờ sư tạm gọi là cai nghiện các dục, thì khi đó, đó quý vị đi vào cái giai đoạn gì? À, cái giai đoạn cắt cơn. Nhưng mà cái cơn nó chưa cắt đâu, nó sẽ còn. Rồi tới hồi mà quý vị chưa có trải nghiệm hết thời gian quay về đời, chưa cắt gọi là chưa hết, chưa cai nghiện mà nó đã tái nghiện rồi, thì như vậy nó mang cái tâm lý gì? À, chơi cho đã, tại vì lúc trước là nó bị kiềm chế, nó bị kiềm hãm. Quý vị có biết tại sao những người cai nghiện á, về thì họ khi họ nghiện lại á, một là họ nghiện nặng hơn, hai thậm chí họ có thể bị chết, chết do sốc thuốc, do chơi cho nó đã. Cái tâm lý đó cũng như mình, cái tâm lý mà mình ly dục xong rồi cái một thời gian ngắn rồi cái dục nó lên mình chịu không nổi, rồi mình hưởng còn nhiều hơn. Cho nên nó không có gì lạ chứ. Chính bởi vì như thế là các vị tỳ kheo mới được hướng dẫn đi vào trong rừng, đi vào dưới gốc cây, đi vào chỗ vắng để chi vậy? Để cắt cảnh dục, cắt hẳn điều kiện, rồi các vị nỗ lực tu tập để khi chứng đắc đạo quả, cái mầm mống của dục nó dứt hẳn luôn. Tại sao mà các sư ngay cả trong giới tu sĩ nhiều vị là tu hành là 10 năm 20 năm vẫn hoàn tục về đời? Tại sao vậy? Bởi vì như sư nói, mình cắt cơn nhưng mà cái cơn nó chưa có hết đâu, nó vẫn còn, mà mình chưa biết. Mình ỷ y là tới hồi cơn nó lên là mình chết, mình không phòng hộ, mình không phòng bị nó. Chứ lúc trước đó ha, cái dục nó lên mình kiểm soát, mình dùng thiền định, mình dùng trí tuệ, mình kiểm soát ngon lành rồi, mình sống một thời gian dài không có vấn đề gì, mình nghĩ là xong rồi. Chưa xong chuyện, anh chứng thánh anh mới xong chuyện, anh chưa chứng thánh là chưa xong chuyện. Mình buông lung một cái là mình chết ngay. À, cho nên là các sư tu hành 10 năm, 20 năm, 30 năm mà còn phải cẩn trọng với các dục. Chưa chứng thánh 80 tuổi vẫn phải cẩn trọng với các dục. Quý vị là cái gì? Mới đi khóa thiền 7 ngày về tưởng mình là thánh ha. Thành ra là chuyện gì không có gì lạ chứ. Mình phải nỗ lực hơn nữa. Tại sao các sư trốn trong chùa tu lo ly dục lo tu đó mà còn gọi là chết lên chết xuống? Quý vị ở ngoài đời mà quý vị ỷ y như thế là thua nha, thua. Không
biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái điểm mà gọi là trọng yếu nha, sư nhấn mạnh đây là trọng yếu, thì Đại Đức hành tại đã phân tích thì sư cũng hoàn toàn đồng ý vị rồi. Thực sự vốn dĩ chúng ta không có hiểu được thưa quý vị là phiền não nó có những cái phiền não, đây là nó dục nha, sử dụng sử dụng chứ là nó đúng hơn là cái những phiền não thưa quý vị, nó hiện diện với ba hình thức thưa quý vị, tức là một, nhưng mà sư sẽ không không dùng cái từ chuyên ngành, không cái chuyên chuyên về học lắm, nhưng mà sư sử dụng một cái từ mà gọi là nó dân gian nhất để cho vị hiểu, là giống như ở cấp độ 1 là thu thiển, cái biểu hiện ra ngoài ha, hiện qua những cái hành động thích thú nắm bắt hay không, hay thỏa mãn bên ngoài. Cái thứ hai là cấp độ nó cao hơn, độ hơn hơn là nó thuộc về cái ý, ý là mình chỉ thích thôi, đó mình chỉ lé là giống như mình chỉ ham ăn thôi, tham ăn nha, tham ăn nó muốn này nó đừng nói tham ăn tham muốn này nó là nó không phải phiền não nha, cái đó không phải nha, tham ăn tham muốn ham thích nghe trong ý tưởng thôi. Và có một cái thứ ba rất là ghê mà Đại Đức Hành Tuệ có muốn nhắn gửi vị là cái phiền não cấp độ nó tinh vi thưa vị, cấp tinh vi gọi là phiền não ngủ ngầm thưa vị. Nó ngủ ngầm, chính vì nó ngủ ngầm á, nó ngủ ngầm á mình đâu biết. Chưa nhấn mạnh một lần nữa nha, phiền não ngủ ngầm tức là cái mà mình không thấy được nha, mà một khi mà nó bộc phát thì không gọi là phiền ngủ ngầm ngầm nữa, vì hiểu không? Cho nên tại sao mà khi mà theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy á, hay Phật giáo Theravada, thì khi mà làm các thiện pháp gì á thì hàng tứ chú đệ tử Đức Phật đều nguyện là do sự phước báo mà tôi đã trong sạch làm đây, không? Hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Mà các vị thánh cũng vậy thưa quý vị, vị thánh cái cắt quan trọng nhất là cắt 7 cái phiền não ngủ ngầm thưa quý vị, mà tùy theo cấp độ thánh đó. Cái phiền não ngầm là mới ghê, nó cái đó mới là cái nhân chính thưa quý vị, nhân chính mà khiến cho tại sao mà mình lại gọi là suy gọi ra, khi mà nó bộc phát ra mình gọi là vướng vào vòng lao lý hay là vòng luân hồi như vậy. Chính mình không hiểu được, cho nên là Đức Hành Tuệ nói một câu thì đó hoàn toàn đồng ý, bởi vì mình không hiểu được là mình là còn là phàm phu thì 7 cái phiền não ô nhiễm ngầm nó luôn hiện diện trong mình này nè, mình đâu hiểu được đâu. Cho nên là ở đây nói mình đây là mình bởi vì chính mình không hiểu, mình tưởng là mình tham gia phát thiện xong mình ngon rồi, rồi mình nghĩ rồi mình bình thường là những cái điều kiện dục mình nó thỏa mãn được mình, cho nên mình nói là bình thường thì con thấy trước phát hiện nè, giống như nói đây là chán các dục, giống như là chơi game mà không, rồi ngâm nga câu hát hay là tiếp hay là vấn đề phụ nữ nè. Thật sự là nghe từ ban đầu là do mình không hiểu rồi, không hiểu là có không một cái dạng mà nó phiền não nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm không, nó luôn gọi là nó luôn luôn đi bám mình là 24/7 đó, mình chủ quan. Đúng như Đức Hành Tuệ nó chính xác, thì hoàn toàn đồng ý coi câu đó, nhưng do mình chủ quan mình không biết được đó. Như vậy mà ở đây sư sẽ nói thêm về cái gọi là khóa thiền nữa. Để Đức Hành Tuệ nó rất đúng, có nghĩa là mình đã thứ nhất á, là mình luân cái điểm luân hồi đầu tiên mình đó vị đã là vô thủy rồi, nghĩa là trong cái vô thủy á, trong cái khởi điểm luân khởi đầu luân hồi nó không có, mình làm biết bao nhiêu chuyện bất thiện rồi đó. Cho nên chính vì những cái phiền não đó nó đeo bám mình rất là nhiều, nó không thể nào mà diễn tả hết được đó. Cho nên là cái việc đầu tiên á, mà mình tham gia khóa thiền ngắn ngày mà mình muốn nó giống như nó giảm rõ rệt này nọ giảm rệt thì nó khó à. Nghĩa là có được chứ phải không có, có nghĩa là giảm rõ rệt ở một cái tần suất nào đó có chứ phải không có, nhưng mà cái người đó suy nghĩ là cái ba la mật của họ hay là cái căn cơ của họ là phải cao lắm, có chứ phải không có. Chứ nếu mà nói là phủ nhận mà không có thì không đúng. Cái thứ hai là như Đức Hành Tuệ nói đó, là mình chính vì mình đã luân hồi lâu lắm rồi, mình làm đủ thứ chuyện trên trái đất rồi, tự nhiên bây giờ mình tham gia mới khóa thiền ngắn ngày à, mình đòi là mình được cái này, mình phải được cái giảm cái này, giảm cái thiên giảm cái kia thì nó không thưa quý vị. Thậm chí giờ mình tu hết kiếp này mình chưa đạt được cái điều mà như mình nói, như mình giảm được thích chơi game, luôn ít thích chơi game nha, sử dụng cái từ mà luôn luôn ít thích chơi game nè, ít thích ngâm nga câu hát, rồi luôn luôn
ít thích cái sự xúc chạm với gần gũi với người nữ như vậy. Thì xin thưa, nếu một quý vị tu mà tu nguyên cái kiếp này chưa chưa chắc đó là vậy. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba xin muốn nói nữa là khi tham gia một khóa thiền, vấn đề này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ngoài những vấn đề râu ria mà nãy sư đã nói đó, vấn đề này thì quan trọng nhất là gì? Bây giờ sư thấy cái hiện trạng bây giờ khóa thiền thì bỏ rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà hãy cố gắng tìm một khóa thiền nào đó mà đúng chất lượng, đúng chất lượng, theo đúng theo lời Phật dạy trong Tam Tạng Kinh điển Pali và chú giải chính thống. Ít nhất sư nói thì điều kiện là sư không nói bây giờ là sư không có đòi hỏi là cái vị đó là phải là thánh, vị đó phải đặt tại hành xả, vị đó đặt tại sinh diệt. Tại vì quý vị biết sao, bây giờ là cái tiêu chuẩn đó là mình nên giảm thưa vị. Mà bây giờ cái vị nào mà kêu bằng là nói đối với sư nha, vị nào mà nói được chánh pháp đúng theo đúng lời Phật dạy trong Tam Tạng Kinh điển Pali chú giải, đúng không, hướng dẫn thiền, đối với sư là quý rồi, sư không có đòi hỏi gì. Tại bây giờ cảm sư thấy là nó rất là hỗn loạn, tình trạng nữa tình trạng thiền rất hỗn loạn. Mà nếu quý vị, sư nói nha, nếu quý vị là một cái người mà có cái điều kiện giống như sư nói nè, có cái điều kiện mà gọi là mình hành thiền, mình có cái căn cơ tốt, mà xui dùng tí xui nha, mình tham gia một cái khóa thiền mà nó phi pháp thì nó lại tác dụng ngược nữa. Là sao? Là không những là cái dục mình đó trước đây mình chán, mình quay về nó còn, nó sau khi tham gia khóa thiền là bậy bạ đó, không, nó quay về nó còn bị ô nhiễm nặng hơn. Đó là cái vấn đề mà cái thứ ba mà sư muốn nói vị, để quý vị có cái ý thức hơn cho cái việc tìm hiểu kỹ. Thứ nhất, tìm hiểu kỹ cái người dạy thiền đó là ai, cái tiểu sử vị đó như thế nào, cái trình độ hiểu biết như vị thế nào, và cái giáo lý vị đó dạy nó như thế nào. Đó, ngoài nghĩa là ở đây quý sư phân tích rất là nhiều khía cạnh, không, để cho quý vị hiểu tổng quan. Có nghĩa là yếu tố về bản thân mình là đầu tiên, sư Đức hiện tại có nói và sư cũng có nói thêm. Cái thứ hai là cái yếu tố mà cái người hướng dẫn thiền, cái người hướng dẫn thiền đó đó nó như thế nào nữa đó. Cho nên là hai yếu tố đó cực kỳ quan trọng để quyết định được cái mình tham gia khóa thiền mình có đạt được sự hiệu quả hay không đó, hiệu quả hay không. Mà hiệu quả đó ít hay nhiều thì cũng cũng thì tùy thuộc vào cái hai yếu tố, và hai yếu tố tức là căn cơ quý vị và cái người thầy đó nữa, đúng không? Còn thiếu một trong hai, nghe sư nói mới thiếu một trong hai, quý vị có giỏi mà gặp vị thầy mà phi pháp tạp pháp thì nó cũng nó thật sự nên đôi khi nó còn hại quý vị thêm nữa. Và ngược lại, một vị thầy giỏi mà cái bản thân quý vị không có ý thức để thức được, mà giống như Đức hành tại phân tích đó, không ý thức thức được là mình còn phàm phu, còn phiền não đầy, mình đòi tu một cái mình đắc a la hán 7 ngày đắc a la hán hay thế này nọ à, thì đây cũng là một cái sự ngộ nhận hay không? Cản trở cho việc tu quý vị. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi ở đây.